Máy thái thịt tươi sống QX250X2. Chào mừng các bạn đến với Điện Máy Hoàng Long ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về máy thái thịt tươi sống QX250X2. Đây là chiếc máy thái thịt được phổ biến ở các nhà hàng, các cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu thái thịt với số lượng lớn. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết hơn về QX250X2 này nhé. Chất liệu chính của máy đó chính là inox và thép. Đây là những vật liệu bền đẹp, sáng bóng và rất dễ vệ sinh. Máy có hai buồng tương ứng với hai loại lưỡi dao 2,6mm và 3,5mm hoặc 2,3mm và 4,5mm, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của người dùng. Máy có khả năng thái được tất cả các loại thịt tươi sống, tuy nhiên không thái được thịt có lẫn xương sụn. Máy có nguồn điện 220V, có 4 bánh xe dễ dàng di chuyển. Nhanh tay gọi ngay 1900 7118 để được tư vấn và đặt hàng tại Điện Máy Hoàng Long. Máy thái thịt tươi sống QX250X2 mang lại hiệu quả kinh tế cao, thái nhanh chóng, lát thịt bắt mắt. QX250X2 còn được bảo hành 1 năm, chỉ có tại Điện Máy Hoàng Long. Bạn còn chần chờ gì nữa? Gọi ngay 1900 7118 để được giao hàng miễn phí ngay tại nhà trên toàn quốc.